đây là ngay chỗ nhà thờ lớn nhất ở ngay cộng đồng chỗ này có hai người sống ở ngay chỗ cái trailer họ nghe báo cho biết là lốc xoáy tới cho nên họ đã chạy tới nhà thờ này họ chạy tới đây trốn để qua cái cơn lốc xoáy và họ vẫn còn sống sót lốc xoáy 2 cấp 2 đánh vô ngay thành phố chỗ này tính ra đây là một cái mùa mới về lốc xoáy rất là sớm trong mùa này tôi nghe được tiếng rống của lốc xoáy tới khoảng chừng ba giờ ba vào ban đêm Một cơn lốc xoáy lớn, gió thổi mạnh khoảng chừng 130 ma một giờ. Tới ngày thành phố Grand Island, Missouri, cạo một con đường dài. Đó là nằm về hướng đông nam Missouri. Không thể nào tưởng tượng được, tôi cũng không biết nói làm sao. Ở đây hư hại rất là nhiều, cây gãy đủ hướng hết. Ít nhất là có 5 người đã bị chết ở khu chỗ này. Nghe gió thổi rất là nhiều, giống như một chiếc xe lửa lớn chạy tới đây. Cặp vợ chồng này có ở nhà khi lốc xoáy đánh tới. Ở ngoài sau đây, đó là cái chỗ đậu xe của chúng tôi đã tan nát hết rồi. Rồi cái gara mà dính vô trong nhà đó bị hư hại hết rồi. Trốn ở trong cái phòng tắm của họ để qua cơn lốc xoáy này. Họ cầu nguyện, hy vọng sẽ được sống sót. Rất là hơn là họ còn sống sót những người khác thì không có được hơn cho lắm. Chúng tôi ở đây mất đi những người hàng xóm trên đường xuống dưới kia. Có những cái hộ gia đình chúng tôi quen nữa. Cái mưa bão chết chóc này mấy ngày trước cũng có một cái lốc xoáy xảy ra. Từ Iowa cho tới Delaware, ít nhất là có 33 người đã bị chết. Cái bị mới nhất đây đó là nằm ở bên Louisville, Kentucky. Tor Ngày hôm qua, có cơn lốc xoáy EF1 cấp 1 đánh vào chỗ này. Through, Kéo luôn nguyên cái nóc nhà ở khu apartment chỗ này. It's just one of đây là một trong rất là nhiều cơn lốc xoáy xảy ra. Đó là đánh xuống nằm về hướng Nam và ở Trung Tây, Hoa Kỳ. Trong vòng hai tuần vừa qua, làm cho hư hại rất là nhiều. Trong vòng hai tuần vừa qua, có hơn 60 người đã bị chết vì lốc xoáy như vậy. tính ra năm nay nhân cấp 3 lần của hà năm rồi. Tôi đây nhìn thấy mưa bão rất là tồi tệ, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó trở thành giống như vậy. Những người sống ở chỗ này nói cho chúng tôi biết họ cũng thường thường biết về cái chuyện mưa bão cũng xảy ra. Thường thường cái thành phố ở đây đó là không có bị lốc xoáy đánh tới, lần này đó cái thành phố ở chỗ này bị đánh tới ngay chóc luôn không có chạy đâu được hết theo ông thống đốc ở đây bảo cho biết về cái chuyện dọn dẹp ở chỗ này có lẽ là cần cả tháng nữa mới xong và ông thống đốc cũng nói chuyện với tổng thống tổng thống nói đưa ra sự ủng hộ ở chỗ này và giúp đỡ chi phí ở chỗ này để trả lời như trước.